Dạ bẩm ông. Dạ. Dạ có lỗ quốc công Trình Thiên Tế đến viếng. Nó hai vợ chồng ta đang gây lộn, sắp sửa đánh nhau rồi. Nó chú ý về đi. Có sao đâu, mù u ba trái mù u, vợ chồng gây lộn thì chịu khó làm quà. Ủa giọng người ăn nói gì? Ủa quốc trì để huynh giảo kim. Ủa tự nhiên quên uống rượu à? Được đó, lấy thêm cái ly cho ta. Khỏi đi vô đại đang cử rượu. Dạ không uống bia rượu được à? À có chuyện gì buồn mà huynh lại uống rượu? Còn tổ tẩu đâu? Vợ ta đâm mày dao dưới bếp. Mày dao làm gì? Ê quỳnh, mày kéo dưới bếp. Mày kéo để cắt áo mới cho huynh hả? Cái gì là vui chứ đâu có gì đâu buồn. Vậy mày kéo làm gì? Cắt lông lỗ mũi. Cắt lông lỗ mũi? Cắt lông lỗ mũi của ai? Của nó chứ còn của ai? Tối ngày nó cứ ngồi hoài mà xăm xôi, lo sức sang mặt mày, chờ ngày đi thi tuyển, quát khôi đến những cái nhà đường. Làm vợ tôi nó lo sửa sang gọi đầu cao lắm chân mày, rồi đi mượn tiền người ta để lo đi trong răng. Cầu trời cho vợ anh được kiếm ngôi giường hậu thì chờ của anh đây cũng sẽ lên hương như thế mọi người. Vì nhìn xem khắp nơi biết bao nhiêu người vợ quan trong triều, mà tìm được một ai tốt xinh bằng chị. Hoa hậu cái gì mà hoa hậu? Sao vậy? Súng răng, lỗ mũi thì lông đầy, rồi thêm cái trứng mà mùi người ta khó chịu nữa. Đúng rồi. Cái này mà nếu như mà bị mà phát hiện á, là rớt liền luôn đó. Đúng. Nhiều người xỉu gì cái đó. Bởi vậy ta nói hoài mà nó cũng đang đâm bôi thuốc rồi. Bôi thuốc hả? Rồi có kích hiệu quả không? Có, nhưng mà ta không cho bôi nhiều. Sao ta vậy? Đây cứ giữ lại cái mùi rớt cho anh. Ta thích mà. Ta lấy nàng gì cái mùi rớt đó. Tôi thích cái mùi rớt lắm, nhưng mà đi thi qua ảo không biết cái sao đi trời. Bây giờ anh nghe tôi nói nè, anh phải chuẩn bị làm bò và làm heo với gian Phật trời. Mời anh em tôi cùng kiên dài dàng chi chiếm ngào đầu. Lời của anh nói ra rất hay, bất tỳ xin quán nghìn liền. Vậy thì mời anh ngồi chơi để tôi đi làm heo. Được rồi. Chết con ông ơi, cứu con ông ơi. Cái gì vậy? Đau quá ông ơi, bà đánh con. Làm cái gì mà từ dưới bếp chạy lên la nhà có khách mày biết chưa? Dạ, bà đánh con đau quá. Sao đánh đây? Dạ, bà sai con đi mua thuốc. Thì con mua về, bà nói không phải thuốc đó. Rồi bà dội lên đầu con, sưng mấy cục luôn rồi nè. Mua thuốc gì bà bay mà mua sai mua trật, bà mới đánh mà mua thuốc gì? Dạ, thì bà sai con mua thuốc mọc râu, thoa râu mọc đó. Trời đất ơi, nghĩ sao mà đi mua thuốc mọc râu vậy trời? Thuốc mọc râu là dành cho đàn ông. Trời ơi đàn bà, mua cái đó làm chi? Đàn bà, lên đây tôi hỏi coi, tại sao thuốc mọc râu là thuốc để cho nình ấm người ta xài? Bà là nình bà, bà mua chi vậy chứ hả? Bà tới số rồi phải không? Ôi, không có biết gì hết mà cũng mày đặt làm tàn. Nè, ông không thấy gì đây sao? Thấy cái gì? Cái thẻo của em bị té xe mô bilet. Tới nay nó không có mọc tóc. Đi thi hoa hậu sợ bị chê cái thẹo to ở trên đầu, cho nên lấy thuốc mọc râu em mới thoa vô cho tóc mình nó mọc ra. Thôi chị ơi đừng có nghe lời của thiên hạ, họ quảng cao lao lắm chị đừng tin. Chính tôi đây thoa muốn lột da cầm, mà bây giờ cái cầm nó lan do. Còn nếu mọc râu mà rủi thuốc dính cùng mình thì mình sẽ thành con xà niên.
tự nhiên dòm từ trên xuống dưới giống như con sâu lông. Kỳ lắm mà ha. Rồi phải đi uống làn sóng cho nó đẹp. Trời ơi chết luôn à. Tới giờ đi thi hoa hậu rồi, bây giờ có chịu cổng tôi đi thi không nè? Trời, đi mình không được sao mà bắt người ta phải cổng. Đi đâu có nổi đâu. Với lại đàn ông mà cổng đàn bà kỳ lắm, tôi già rồi, cổng giữa đường nó sụm lưng người ta cười chết luôn á. Mình ơi. Gì? Em có cái ý này nè. Ý gì Phan Phan? Sát lại gần tôi nghe tôi mới chịu. Trời ơi, tôi thích cái mùi này quá, tôi mê cái mùi này quá. Yêu gì cái mùi này đây. Rồi, mình nói ơi, đi, nói đi. Sẵn có anh Trình Giáo Kim ở đây nè. Ông ấy mình với anh ấy, hai người cổng em đi thi hoa hậu đi. Trời, tôi tới nhà chơi, tôi tự nhiên nhờ ta cổng lên. Biết anh có chịu không? Sao không chịu? Tại mình không mượn chứ, mình mượn ảnh băng long liên ha. Cổng đàn bà mà ai không khoái. Được không anh Giảo Kim? Được chứ. Đàn bà muốn là trời muốn mà. Mình khiêng như khiêng heo đúng không? Vậy thì mình kề dây cổng lên rồi. Mình cùng khiêng hai đứa ra chỗ đồng. Trời Phật ơi, trời ơi sao nặng như vậy. Mập quá mập mà, sao mập như thể con bò. Ráng sức chúng ta cùng khiêng, ráng sức khiêng. Trời, thi cái gì mà lâu quá vậy ta, ta sốt ruột quá trời quá đất. Không có ông ơi, ông ơi, có người kiếm ông kìa. Kiếm ta chi? Dạ, con đâu có biết đâu, ông hỏi đi. Ông làm cái gì vậy? Ông kiếm ta hả? Cho tôi đứng dưỡng vàng chút xíu. Say sẵn mặt ngoài quá. Tại sao? Xin lỗi, đây có phải là quốc trì đó không à? Đúng, quốc trì là ta. Còn ông là tôi không biết tôi hả? Biết từ mẫu không? Đúng rồi, tôi tưởng đâu tôi không nhận ra huynh thôi chứ. Huynh phải nhận ra tôi chứ. Đúng rồi, ông nổi tiếng mà. Rồi gặp ta có chuyện gì? Tôi gặp huynh là để tôi báo cho huynh biết một cái điều này nè. Điều gì? Có phải vợ của huynh là thi hoa hậu mà mang số báo danh là 105 không? Đúng rồi, vợ ta đó. Tôi tự giới thiệu cho huynh biết, tôi ban giám khảo. Ủa? Ban giám khảo mà có chút béo gì thôi đó hả? Ủa, ban giám khảo đâu cần phải lớn hay cao, miễn có tiền là được rồi. Vậy hả? Đúng rồi, rồi. Chủ ban giám khảo rồi gặp ta là có chuyện gì? Khoan. Xin thông báo cho huynh biết nè, là vừa qua là cái cuộc thi hoa hậu vừa rồi mà vừa xong đó. Rồi sao? Là tôi thông báo cho huynh được biết là vợ của huynh mang số báo danh 105 đó. Đúng rồi, 105. Là chúng tôi đã sàng lọc rồi và đi ra quyết định là vợ của huynh là đậu hoa hậu. Vậy ta. Hả? Vợ ta đậu hoa hậu. Ôi làng nước ơi, vợ quốc trì đậu hoa hậu rồi. Ta mừng quá, ta mừng quá khóc. Lần sau cũng được mà. Ủa, tại sao huynh đậu hoa hậu lần sau mà không phải lần này? Tại vì lần này chúng tôi phát hiện được là vợ của huynh có những cái khuyết điểm mà không thể nào chấp nhận được, phải khắc phục lần sau. Vợ ta mà có gì khuyết điểm? Ai khuyết điểm gì? Khuyết điểm gì nói cho nghe coi, khuyết điểm gì? Khoan để tôi đứng dẫn cho tôi dịnh thôi, bây giờ tôi còn say sẩm mặt mày. Khuyết điểm gì? Cái khuyết điểm thứ nhất á, nói là bà có 6 cái răng súng đúng không? Không, 5 cái răng rưỡi. 5 cái rưỡi gì? Tôi đứng sát bên tôi nhìn bà ra 5 cái rưỡi hả? Có lẽ bây giờ là thành 6 rồi. Tôi đứng sát bên tôi kêu bà há hồng tôi nhìn luôn á. Rồi sao nữa? Đừng có ăn gian. Khuyết điểm gì nữa? Cái khuyết điểm thứ hai, có đó trồng răng là được mà. Có đó trồng được thì đó năm sau khắc phục. Cái khuyết điểm thứ hai là cái lông của mũi bà nhiều quá. Cái này đi, cái này ta biết. Biết rồi, tôi đứng kế bên đây nè, tôi nhìn lên vậy luôn nè. Hồi nãy là tôi kêu cắt rồi, vừa cắt xong mọc lại. Trời đất ơi, trời. Không sao, cái này là ta sẽ đổ thuốc quách lông vô. Mà là có cái điều quan trọng thứ ba nữa là cô huynh phải khắc phục để lần sau thi nghe không? Là cái gì nữa? Về cho bà tắm sữa, đồ tắm hoa, đồ nhiều vô nghe. Là gì? Chứ bà có một cái bệnh mà ai đứng gần này, bản thân tôi nè, tôi đứng gần bây giờ tôi còn say sẩm mặt mày. Bị cái gì? Tôi bị hoa mắt luôn nè. Kỳ. Bà bị hắt nôi. Hắt nôi? Tôi thở tôi mệt luôn á. Hắt nôi là cái bệnh gì? Hắt nôi là viêm cánh á. Viêm à? Cái mùi này ta thích. Sao thích gì cần hộ vậy? Cái mùi này ta thích lắm. Nặng lắm á. Ta lấy bả gì điều này? Trời ơi thiệt. Tôi buôn mạnh quá. Trời, tôi đứng gần bả tôi chấm điểm mà.
mà tôi xây sẵn mặt mày luôn, tôi ác xì rồi bây giờ nó muốn cảm lạnh luôn nè. Tao ta tưởng đâu thì vợ ta truyền là bệnh cúm cho ngươi hay sao mà sao mình là ban giám khảo lại mày đứng đâu mà đi gửi làm gì vậy? Chứ tôi khám gan rồi tôi phải đứng đây. Ừ. rồi tôi nhìn lông lỗ mũi mà tôi phải đứng đây thì phải ngay không? Vị trí gần cận rồi đó, bây giờ muốn chết nhỏ luôn rồi nè. Thôi về nha, bả ở ngoài sân kìa, coi rồi ra rồi khiêng bả về giùm tôi đi nha, rồi về cô khắc phục đi mấy cái khuyết điểm đi, rồi lần sau rồi thi năm sau tôi cho đậu. Trời ơi, báo công trời ơi, tội nghiệp vợ tôi quá. Mình ơi vui quá. Trời ơi, ta đi thi hoa hậu à, không được ta khóc cho bản ta tung tăng vui đùa gì là sao? Mình ơi, em đã trả được thù xưa rồi. Có gì lạ trời, đi thi hoa hậu ta thắng hoa hậu ta mới gọi là trả thù xưa, đi thi bị loại mà hô trả thù xưa là sao? Mình biết không? Anh không hiểu, anh chưa biết. Ngày mà em chưa có về với mình đó à. Từ Mậu Công với Tần Thúc Bảo á, ừ. Cứ chê em này chê em nọ à. Cứ làm cho em mắc cỡ à. Cho nên bây giờ em quyết định em đi thi hoa hậu để em trả thù hai người đó. Bây giờ mình biết sao không? Thi rớt mình mà sao trả thù. Nhưng mà tụi nó ho rồi sổ mũi quá chừng luôn mình ơi. Hay hoan nghênh mình đó. Ai dè mình là đàn bà mà thúc trí ra mưu vậy ta? Vậy thì mình leo lên dây anh cổng vô nhà. Cổng nổi không? Cổng nổi thì dẫn vô. Ôi, bữa nay tôi vui quá. Tôi vui quá mình ơi, mình coi kìa. Rồi xuống ấm bướm ngất ngây cùng bay. Giờ tôi rất không tư bừng thay. Bò heo tôi đã đem ra phía sau thập quyết. Chúng ta vui vầy. Tiền mua son phấn trước kia cơ sao anh rầy em, hôm nay trả xong bao nhiêu thù xưa, làm cho tụi nó lên cơn ho hen nghẹt mũi nhức luôn cái đầu.